bắt nghi phạm kề dao vào cổ buộc nữ tài xế đưa 100 triệu đồng ở khu Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân kêu cứu trước ô nhiễm từ trang trại heo quy mô lớn ở Gia Lai. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Giang Thái này, đã từng nghe qua biệt danh Long Dị Nhân hay là Long Marathon bao giờ chưa? Theo như Giang Thái được biết thì biệt danh mà Hào Nhi vừa nhắc tới đó chính là của anh Nguyễn Văn Long, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Gia Lai. Đây là một người chạy bộ chuyên nghiệp với sức khỏe vô cùng dẻo dai và cường tráng. Chính xác. Và anh Long đã chinh phục thành công với hành trình chạy bộ xuyên Việt khi anh xuất phát từ Hồ Gươm, thủ đô Hà Nội, về tới Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày chạy trung bình 100 km liên tục trong 20 ngày, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, không biết bao nhiêu đồi dốc, đèo núi, cầu cống mà anh Long đã vượt qua trên cung đường xuyên Việt gần 2.000 km. Thật sự rất là đáng ngưỡng mộ và khâm phục với một cái thể lực tuyệt vời và sức chịu đựng vô cùng cao của anh Long như thế. Được biết, anh Long thực hiện cuộc chạy xuyên Việt để gây quỹ chương trình Áo Ấm Cho Em. Đây là mùa chạy thứ tư do anh lập ra nhằm giúp đỡ cho các trẻ em nghèo, mồ côi và bệnh tật ở tỉnh Gia Lai. Và để hiểu thêm về hành trình chạy bộ xuyên Việt của anh Long, mời quý vị cùng theo dõi đoạn ghi nhận sau. Sau 20 ngày, chân chạy Nguyễn Văn Long, hay còn gọi là Long Dị Nhân, đã về tới Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoàn tất hành trình 20 ngày chạy bộ xuyên Việt kéo dài 1.900 km của mình. Anh Long chọn Hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập là điểm kết thúc hành trình và chia sẻ: "Khi cán đích Dinh Độc Lập, tôi rất vui. Niềm vui càng tăng thêm khi tôi được những người chạy và mọi người xung quanh chào đón khi về đích. Sau 20 ngày, sức khỏe của tôi vẫn ổn. Nhưng không chỉ thể lực, cơ bắp, xương khớp dẻo dai, mà anh Nguyễn Văn Long còn có ý chí sắt thép. Một tấm gương về tính kỷ luật và sự kiên trì, Long Dị Nhân thực hiện cuộc chạy xuyên Việt để gây quỹ cho chương trình Áo Ấm Cho Em do anh lập ra nhằm giúp đỡ cho các trẻ em nghèo, mồ côi và bệnh tật ở tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, anh muốn truyền cảm hứng và tạo động lực cho các bạn trẻ tạo lối sống vui khỏe lành mạnh, gắn kết các runner cả nước với nhau. Đây là lần thứ hai anh Nguyễn Văn Long hoàn thành hành trình chạy bộ xuyên Việt. Trước đó, anh thực hiện chạy bộ xuyên Việt lần đầu tiên vào năm 2022. Long còn muốn truyền cảm hứng và tạo động lực cho các bạn tạo lối sống vui khỏe lành mạnh, gắn kết những người chạy trên cả nước với nhau. Và đúng như mong muốn của anh, trên đường chạy từ Bắc vào Nam, đi qua địa phương nào, Long cũng được bạn chạy đón tiếp, chia sẻ một tình cảm đặc biệt chỉ có ở những người yêu thích môn thể thao này. Có thể nói rằng Long Dị Nhân là người truyền cảm hứng đến các bạn trẻ để bỏ bớt những thói quen không lành mạnh, sống khỏe, yêu thích thể thao, chan hòa và nhân ái với cộng đồng. Chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin Hôm Nay Có Gì. Theo thông tin tại cuộc họp ở Sở Y tế Đồng Nai vào trưa ngày 3 tháng 5, cập nhật đến 9 giờ sáng cùng ngày, có 481 người bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh B nằm trên đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đánh giá pháp lý, tại thời điểm kiểm tra, tiệm bánh mì không có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, bà NTKB sử dụng giấy phép kinh doanh số 47F8015434 cấp ngày 27 tháng 9 năm 2021 do Phòng Tài chính Kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh cấp cho bà NTNP sinh năm 1996 làm chủ hộ kinh doanh, là con ruột của bà NTKB. Người này đã đi nước ngoài từ tháng 2 năm 2023. Theo trình bày của bà NTKB, hộ kinh doanh NTKB vẫn đóng thuế môn bài và thuế khoán hàng tháng đầy đủ, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Số người lao động 4 người, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe. Đánh giá nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, theo đại diện cơ sở, nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì được lấy từ nhiều cơ sở. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tiệm bánh mì B kinh doanh với quy mô phục vụ trên 1.000 ổ bánh mì mỗi ngày. Tại khu vực bản Tà Làng Trung,
xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm. Bộ đội Biên phòng và Công an các huyện Yên Châu, Mộc Châu bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất cấm. Hai đối tượng bị bắt là Mùa A Thú, sinh năm 1987 và Hạng A Dua, sinh năm 1992, cùng trú tại tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm 2 bánh heroin, 48.000 viên chất cấm tổng hợp, 1 ô tô, 1 xe máy và 2 điện thoại di động. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Thắng, 45 tuổi, ngụ quận 8 để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó, nhận tin báo về một vụ cướp tài sản, đội cảnh sát hình sự Công an quận 7 phối hợp với phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội nghiệp vụ truy xét đã bắt giữ Thắng khi đang lẩn trốn sau khi gây ra vụ cướp tài sản trên. Theo điều tra, phát hiện chị DN đang đậu xe ô tô tại một bãi đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện, quận 7. Đối tượng đã cầm dao đến kề vào cổ chị N để uy hiếp, buộc nạn nhân phải đưa 100 triệu đồng. Do không có đủ tiền nên chị N chuyển cho Thắng 10 triệu đồng vào tài khoản. Sau khi nhận tiền, Thắng xuống xe bỏ trốn, còn chị N đến cơ quan công an trình báo. Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại con hẻm trên đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, anh Lê Đình Tê, 29 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang, điều khiển xe ba gác chở nhiều bình nước lọc loại 20 lít và một nam phụ xe đi cùng là ông Nguyễn Văn Đề, 52 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới một ngã ba trong hẻm 941, tài xế cho xe rẽ phải. Trong lúc ôm cua, xe bị mất thắng, lật nhào. Tai nạn làm ông Đề ngã xuống đường, bị chiếc xe ba gác và nhiều bình nước lọc đè lên người. Nhiều người dân đã chạy tới hỗ trợ, lật xe ba gác lên để cứu người. Tuy nhiên, ông Đề đã tử vong. Tài xế D không bị thương, được đưa về phường làm việc. Đến hơn 8 giờ ngày 3 tháng 5, lực lượng chức năng quận 7 đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ cháy tủ chứa cáp mạng ở địa chỉ 487-41, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hơn 0 giờ ngày 3 tháng 5, người dân phát hiện nhiều tiếng nổ và mùi khét tại hẻm 487-41 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Đến kiểm tra, họ phát hiện tủ chứa cáp mạng đang bốc cháy. Ngay lập tức, người dân dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 điều động xe cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Theo ghi nhận, đám cháy được dập tắt vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5. Hỏa hoạn đã khiến tủ chứa cáp điện mạng cháy rụi. Câu chuyện chỉ ra cho nội của ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là đến từ Gia Lai. Thưa quý vị, cuộc sống của hàng chục hộ dân tại xã Hờ Bông, huyện Chư Sê của tỉnh này đang bị đảo lộn bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng xuất phát từ một trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn. Với 10.000 con heo, trang trại này được cho là nguồn cơn của mùi hôi thối, ô nhiễm nguồn nước, gây thiệt hại cây trồng và đe dọa sức khỏe cộng đồng. Phóng sự ghi nhận sau đây sẽ cho thấy tình trạng nghiêm trọng đến mức người dân phải kêu cứu. Trang trại được xây cách đây 5 năm với hai khu chăn nuôi riêng biệt, nằm cách khu dân cư chưa đầy 1 km do ông Trịnh Xuân Thường, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai làm chủ. Không chỉ ô nhiễm không khí đối với các khu dân cư lân cận, đất đai canh tác của người dân xung quanh cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Gần 3 hectare đất trồng lúa và hoa màu của người dân làng Tờ Nung cũng bị chất thải chăn nuôi làm nhiễm bẩn, khiến cây trồng chết héo. Ngoài hôi thối ra ấy, thì là bà con là đồng bào thiểu số ấy, là mất 10 gia đình, là tất cả tổng cộng đi tầm khoảng 3 hectare. Có nghĩa là xả nước xanh xuống không cấy được trong 3-4 năm nay. Mà hiện nay là đề nghị tôi để làm cái chuyện này, để lưu thông đến nhà báo, là để chúng tôi chuyển đến nhà báo để lo cái công việc này cho dân. Dân cũng bức xúc nhưng mà không biết nói vào đâu. Mùa này là trên mạn Tà Lung là ảnh hưởng nhiều nhất. Đấy, còn nếu như cụm trên của thôn Ea Xóa Cũ á, là gần như cái trại kia là gần như quanh năm. Đấy, còn cái cụm này là tới đây này, đảo gió về mùa mưa là cụm này ảnh hưởng nhiều nhất. Người dân cho biết đã nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm đến chính quyền địa phương và chủ trang trại, nhưng chưa có biện pháp cải thiện đáng kể. Sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của các bên liên quan khiến cộng đồng dân cư nơi đây cảm thấy bất lực và phẫn nộ.
tình trạng chung của tất cả các trại chăn nuôi thôi, chứ không phải riêng mình tôi đâu. Thế nhưng ở đây thì nó có nhiều trại riêng lẻ, họ xa khu dân cư hơn, mình là gần khu dân cư hơn. Thế thì gió thì nếu như nói về xử lý môi trường thì tôi làm cũng rất đúng thôi. Thế chỉ có điều là cái xử lý cái mùi hôi ấy. Cái nguyên nhân chính của cái mùi hôi nó ở trong chuồng, gió quạt nó thổi ra. Thế thì cái mùi hôi thì trước đây tôi cũng không biết, nhưng mà bây giờ thì là gia đình đã đầu tư hệ thống để xử lý cái mùi hôi rồi. Đấy, báo cáo là như thế. Tuy nhiên là bảo 100% thì cũng không thể 100% được. Nên nó ở chỗ thế. Thế là cái nhất, cái hai là thỉnh thoảng này máy móc nó trục trặc, nhưng sáng nay là vẫn hôi. Cái đó là khẳng định là như thế. Trước bức xúc và những phản ánh của người dân, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã có buổi tiếp xúc và làm việc với người dân. Tuy nhiên, buổi làm việc vắng mặt chủ trang trại chăn nuôi heo. Thậm chí, vị lãnh đạo phòng tài nguyên môi trường huyện Chư Sê còn có hành vi cản trở, không hợp tác với cơ quan báo chí khi các phóng viên, nhà báo đến làm việc. Theo như cái đề xuất của xã, không có cơ quan báo chí. Do vậy, thì xã là không để cho cơ quan báo chí tham gia. Trong trường hợp cơ quan báo chí muốn tác nghiệp thì đề nghị có ông bạn gửi cho nhân viên để tác nghiệp. Nếu như trường hợp mà cơ quan báo chí mà vẫn cứ thực hiện những nội dung như thế này thì chúng ta sẽ hẹn với nhau làm lại những buổi làm việc công tác. Sự việc tại xã Hờ Bông, huyện Chư Sê đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết vấn đề môi trường và bảo vệ sức khỏe người dân. Tiếp theo chương trình, cận cảnh màn phối hợp dàn cảnh một cách chuyên nghiệp của hai người phụ nữ chỉ để trộm lòng sữa. Trong phần cuối của chương trình, người lao động an tâm và hạnh phúc khi làm việc. Mở đầu tiểu mục Tai Mắt Phố Phường hôm nay là tình huống hai người phụ nữ phối hợp dàn cảnh một cách chuyên nghiệp chỉ để trộm lon sữa. Điều đáng nói, để tạo lòng tin với chủ cửa hàng, một người phụ nữ đã ẵm theo đứa con để dễ dàng đánh lạc hướng. Sự việc được ghi nhận tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An, tại một cửa hàng sữa xuất hiện hai người phụ nữ, trong đó một người đang ẵm theo một đứa bé. Sau khi quan sát kỹ lưỡng xung quanh gian hàng, người phụ nữ ẵm con, giả vờ xem hàng và xách một lon sữa, giấu sẵn trên kệ ở vị trí khuất tầm nhìn của nhân viên và chủ cửa hàng. Sau đó, kẻ gian nhanh chóng đi đến quầy thanh toán để đánh lạc hướng nhân viên. Ngay lúc này, kẻ gian còn lại tiến tới kệ hàng, giả vờ mua hàng và thò tay lấy lon sữa đã được đồng bọn đặt trước đó, bỏ vào ba lô. Sau khi thực hiện việc trộm lon sữa thành công, hai người phụ nữ còn mua thêm một số đồ trong cửa hàng rồi rời khỏi. Trong tình huống tiếp theo, tên trộm táo tợn và ngang nhiên đến nỗi đi thẳng vào bên trong quán tạp hóa giả vờ mua đồ để lấy trộm điện thoại. Dù chủ quán đã ngờ vực, cẩn trọng, nhưng chỉ cần quay lưng đi, tên trộm đã nhanh chóng lấy đi hai chiếc điện thoại đang để trên bàn. Sự việc tiếp tục là lời cảnh báo nhắc nhở các chủ quán cần cất giữ điện thoại cẩn thận, tránh để bên ngoài, đề phòng kẻ gian lấy cắp. Sự việc được camera an ninh ghi lại tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tại một quán tạp hóa, khi phát hiện hai chiếc điện thoại để trên bàn, kẻ gian đã tìm mọi cách để đánh lạc hướng người chủ quán bằng cách hỏi mua nhiều đồ. Lợi dụng sơ hở lúc người chủ quán quay đi lấy đồ, tên trộm ngay lập tức lấy hai chiếc điện thoại rồi bỏ chạy ra ngoài. Khi tên trộm lấy điện thoại, mặc dù chủ quán phát hiện tri hô, nhưng tên trộm đã nhanh chóng rời khỏi. Còn trong tình huống sau đây, lợi dụng sự chủ quan của gia chủ, tên trộm đã ngang nhiên đi thẳng vào trong nhà, dắt trộm chiếc xe máy. Điều đáng nói, khi thấy chủ nhà quên khóa cổng, tên trộm lại càng dễ dàng manh động, thực hiện hành vi trộm cắp. Sự việc xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Sự việc được camera an ninh nhà dân ở Đắk Lắk ghi lại. Lúc này vào ban đêm, khi phát hiện cửa cổng nhà dân mở toang và không khóa cửa cẩn thận. Ngay lúc này, một nam thanh niên lạ mặt lén lút đi vào trong sân nhà. Sau khi rình rập quan sát xung quanh và thấy trước ngôi nhà có dựng hai chiếc xe máy nhưng không có người trông coi, kẻ gian tiến tới một chiếc xe máy, ngang nhiên để mũ bảo hiểm và áo khoác qua một bên, vội vàng dắt trộm xe máy và nhanh chóng rời khỏi.
Thưa quý vị, việc chăm lo tốt cho người lao động là việc làm cần thiết của chủ doanh nghiệp để mỗi người công nhân đều đặt niềm tin xem công ty, nhà máy như ngôi nhà thứ hai, tạo động lực để người lao động cùng gắn bó lâu dài. Vâng, để người lao động yên tâm hơn trong việc sản xuất, tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều chủ sử dụng lao động coi trọng an toàn lao động, phối hợp với công đoàn xây dựng quy trình làm việc chặt chẽ, ý thức tuân thủ nghiêm ngặt, từ đó công nhân lao động an tâm làm việc và hạn chế thấp nhất tai nạn lao động. Trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với tỉnh Khánh Hòa để cùng tìm hiểu về quy trình mà mỗi người công nhân cảm thấy yên tâm trong lao động sản xuất nhé. Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh, chuyên sản xuất thức ăn, chế phẩm dùng trong thủy sản, xác định an toàn của người lao động là một tài sản vô giá. Công ty phối hợp với công đoàn thành lập ban kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, luôn thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, tổ chức hai đợt khám sức khỏe và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho tập thể các nhân viên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Em cũng được tìm hiểu theo như tài liệu của Liên đoàn Lao động của mình để có thêm những cái kiến thức về an toàn vệ sinh viên hay cách vận dụng, sử dụng máy móc, thiết bị điện, phòng cháy chữa cháy hay là các vấn đề về thiết bị áp lực, xe nâng. Từ đó thì em trau dồi thêm, học hỏi thêm, biết được thêm nhiều kiến thức mới. Tại doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị cơ khí điện, điện tử ở khu công nghiệp Suối Dầu, nhà xưởng xây dựng thoáng mát, người lao động được cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động theo nhu cầu công việc. Từ năm 2020 đến nay, doanh nghiệp tổ chức chiến dịch thi đua 365 ngày, không tai nạn, không chấn thương, phần thưởng hoàn thành chiến dịch cho mỗi công nhân lao động trực tiếp là 1 triệu đồng một người, và công nhân lao động gián tiếp là 600.000 đồng một người. Công tác an toàn lao động không chỉ từ ý thức của chủ sử dụng lao động, mà còn có sự giám sát, chủ động, kiến nghị và vận động của công đoàn cơ sở. Dịp tháng an toàn vệ sinh lao động thì riêng công ty thì vẫn triển khai, thứ nhất là tuyên truyền vấn đề an toàn lao động đến lao động tại công ty. Thứ hai nữa là bên công ty cũng có cái đội ngũ vệ sinh an toàn vệ sinh viên. Vừa rồi thì tham gia cái hội thi an toàn vệ sinh viên của khu công nghiệp thì bên công đoàn cũng có tham gia. Về vấn đề công ty thì trang cấp thiết bị như là bảo hộ lao động, găng tay ủng, cấp phát đầy đủ, đúng kỳ và đúng định mức. Tại lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động cần đầu tư hơn nữa cho việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, bởi an toàn lao động không đắt mà nó là vô giá. Giờ đây, những người lao động làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc đã an tâm hơn khi có sự đồng hành của chủ doanh nghiệp trong việc quan tâm, xem trọng trách nhiệm về an toàn lao động. Từ đó, họ có thể tự tin trong việc vận dụng, sử dụng máy móc thiết bị điện và phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Hy vọng mỗi người công nhân, người lao động đều cảm thấy hạnh phúc và tạo ra nhiều giá trị công việc khi làm việc sản xuất trong một môi trường đảm bảo an toàn lao động được đặt lên hàng đầu. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện mỗi ngày hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.